mật Jesus Kitô theo thánh Luca. Khi ấy, tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy, kẻ khác nói ông Elia xuất hiện đấy, kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm. Nghe những lời đồn thổi về Chúa Giêsu, vua Herode lo sợ vì người ta cho rằng ông Gioan tẩy giả sống lại. Nhưng vua Herode đã giết chết thánh Gioan rồi, có quyền sinh xác nhưng ông không có quyền trên lương tâm. Tuy chẳng ai dám phản đối nhưng lương tâm kêu trách ông. Ông là vua nhưng có đấng cao cả hơn ông có quyền phán xét ông, thử phạt ông, nên ông phải phân vân về việc làm của mình. Ông giết thánh Gioan tẩy giả, giờ đây tiếng máu vô tội dày vò lương tâm ông, chất vấn ông. Mọi biến cố đều qua đi, nhưng cách ta ứng xử với mỗi biến cố lại tồn tại mãi và trở thành lời phán xét ta. Vì trên quyền thế trần gian vẫn còn có chúa tể càn khôn cầm cân nảy mực. Ông Gioan chính ta đã chiếm đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Đầu chém rồi nhưng trách nhiệm chưa hết đâu. Có những điều mau qua nhưng vẫn còn đó những giá trị vĩnh cửu. Ông Qohelet trong sách Giảng Viên nói rằng phù vân quả là phù vân, phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Lời lòng gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời. Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Ông khám phá ra chân lý mọi sự đều hư ảo, nhưng vẫn có thứ trường tồn. Đừng dại dột vất vả tô tích những gì hư ảo trông qua như phù vân. Hãy làm việc mà tìm kiếm điều bình thường. Ông Ezra trong bài đọc 1 hôm nay cho biết những gì ngoài Thiên Chúa đều vô ích vì mau qua và không có kết quả. Chỉ khi nào ta tôn thờ Thiên Chúa, làm mọi việc trong Thiên Chúa, bấy giờ mọi thứ mới vững bền. Vì thế phải làm việc cho Thiên Chúa và trong Thiên Chúa mà thôi. Nếu chỉ làm cho bản thân, mọi sự sẽ suy tàn. Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Các ngươi gieo vải nhiều nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống mà không đủ say, mặc không đủ ấm. Đồng lương của các ngươi làm thuê lọt qua túi thùng. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết đền thờ cho ta. Ta sẽ lấy làm vui và tỏ vinh quang ta ở đó. Khi có Chúa ở cùng mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ đổ sinh hoa trái. Hãy ở trong Chúa, hãy làm việc trong Chúa, kết quả sẽ được vững bền. Còn ngoài Chúa, tất cả chỉ là hư vô, là phù vân trên mọi phù vân. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, xin cho mỗi người chúng con ý thức thân phận cát bụi của chúng con, rồi đây cũng sẽ trở về cát bụi. Xin cho chúng con biết bám vào Chúa là trường tồn, là vĩnh cửu. Xin cho thánh thể Chúa nuôi dưỡng linh hồn chúng con bất tử.
Xin cho lời Chúa hướng dẫn bước đường chúng con, để chúng con luôn sống và đi trong đường lối ngay chính của Chúa. Chúng con xin phó dâng cuộc sống chúng con, gia đình chúng con trong tình yêu quan trọng của Chúa. Amen.